Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với video của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bạn một kỹ thuật để vượt qua lời từ chối của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Lời từ chối thứ hai đó là tôi sợ tiền mất giá. Lời từ chối này cũng không kém phần phổ biến so với lời từ chối tôi không có tiền, bởi tỷ lệ lạm phát trung bình của Việt Nam chúng ta vẫn còn rất cao so với nhiều nước trên thế giới và các nước trong cùng khu vực. Tiền cứ từ từ bay hơi đi sau một thời gian dài là điều mà không ai muốn. Vì thế bạn rất hay gặp lời từ chối này từ phía khách hàng của mình khi bạn đề xuất bảo hiểm nhân thọ với họ. Bạn cần làm gì khi khách hàng đưa ra lý do như vậy? Kỹ thuật đầu tiên đó chính là thắp lửa lòng. Nếu bạn có thể chốt được hợp đồng sau khi động viên khách hàng thì là một điều rất tốt. Còn nếu không thì tôi tin rằng khách hàng cũng sẽ cảm thấy thoải mái, bớt lo lắng hơn và bạn có cơ hội tiếp tục. Bạn hãy thử nói với họ những câu đây xem sao. Anh ạ, những người có thu nhập thấp họ mới lo lắng về điều này. Chứ như anh, kinh tế vững vàng vậy thì chẳng có gì phải băn khoăn cả anh ạ. Hoặc là... bà thấy đấy, chị em mình còn mất giá theo thời gian, huống chi là tiền bạc. Mà nếu như không có bảo hiểm thì còn là lúc mất không cả cái sinh mạng quý giá của mình, chứ mất giá chút tiền ăn thua gì. Hoặc là ông cứ vui tính thì nói vậy, chứ người làm ăn tính toán cẩn trọng như ông thì tôi tin ông chẳng lo lắng điều này, vì nhiều thứ còn quan trọng hơn nhiều lần lạm phát mất giá. Kỹ thuật thứ hai, truyền trả bóng. Với lời từ chối này, cá nhân tôi thấy kỹ thuật truyền trả bóng phát huy được hiệu quả thuyết phục mạnh mẽ. Tôi đã sử dụng rất tốt kỹ thuật này với nhiều khách hàng từ chối bảo hiểm nhân thọ vì sợ tiền mất giá. Bạn hãy hỏi khách hàng của mình những câu hỏi trong các đoạn đối thoại sau đây. Chị ạ, lạm phát đúng là điều đúng lo ngại. Thế nhưng... nếu số tiền này chị không tham gia vào bảo hiểm nhân thọ thì mình sẽ để đâu, đầu tư vào lĩnh vực gì cho không bị mất giá? Thì tôi có thể gửi ngân hàng hoặc mua vàng cho có lãi. Đó cũng là một cách chị ạ. Thế nhưng lãi suất tiền gửi ngân hàng thì ngày càng thấp, chắc chị biết điều này. Và vàng cũng có lúc tăng lúc giảm, chị đồng ý chứ? Hơn nữa, nếu chị em mình mà gặp phải ốm đau, bệnh tật thì sẽ phải rút tiền tiết kiệm hoặc bán vàng đi. Như vậy chúng ta sẽ có nguy cơ mất hết những gì đã tiết kiệm, tích lũy. Chị nghĩ sao? Hoặc bạn có thể thử thế này. Thưa anh, vì lạm phát nên anh không muốn tham gia bảo hiểm nhân thọ. Có nghĩa là anh sợ một số tiền lớn của mình sẽ chỉ còn giá trị nhỏ sau một thời gian dài. Thì đúng là như thế. Vậy theo anh, có cách nào để làm ngược lại, tức là một số tiền nhỏ ngay lập tức có giá trị lớn hơn nhiều lần? Làm gì có cách nào mà biến số tiền nhỏ lại có ngay giá trị lớn? Có chứ anh, khi tham gia vào bảo hiểm nhân thọ thì chị mới đóng góp vào một số tiền nhỏ, anh đã được bảo vệ thu nhập với cả số tiền lớn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần rồi. Các công cụ tài chính khác có làm được điều này không anh? Hoặc là, để tôi hỏi bà điều này, theo bà, hiện nay nếu điều trị bệnh hiểm nghèo thì cần 30 triệu hay 300 triệu, số nào sẽ đáp ứng tốt hơn? Biết thế nào mà nói, nhưng vài ba chục thì làm sao mà đủ? Đúng, chắc chắn sẽ hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ. Vì thế, nếu chúng ta giữ tiền mặt hay gửi vào ngân hàng 300 triệu để luôn có sẵn tiền dự phòng điều trị bệnh hiểm nghèo thì sẽ mất giá ít hơn hay nhiều hơn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ bằng 30 triệu. Tôi cũng chẳng rõ lắm. Một chậu nước lớn sẽ bay hơi nhiều hơn một bát nước nhỏ. Tiền cũng như vậy, số lớn sẽ bị mất giá nhiều hơn số nhỏ. Tôi lấy thí dụ, nếu tỷ lệ lạm phát là 5% thì 5 nhân với 300 triệu sẽ bằng 15 triệu. Còn 5 nhân với 30 triệu sẽ chỉ là 1 triệu rưỡi mà thôi. Chính bảo hiểm nhân thọ giúp cho chúng ta chống lại sự mất giá của đồng tiền. Hoặc bạn có thể thử như thế này. Chị à, chị em mình chia sẻ với nhau chút xíu nhé. Em biết trước nay chị luôn quyết định rất đúng đắn mọi việc quan trọng. Em hỏi chị, với hai tình huống sau đây, nếu chị được chọn một thì chị sẽ chọn tình huống nào nhé? Mất giá một số tiền nhỏ chỉ vài ba triệu đồng và mất thu nhập của tất cả những năm làm việc còn lại cùng toàn bộ tiền bạc tài sản đã có. Chị sẽ chấp nhận điều nào nếu phải chọn một?
thì đương nhiên là mất vài ba triệu chẳng thấm tháp gì. Đấy, thấy chưa, chị lúc nào cũng đúng. Không tham gia bảo hiểm nhân thọ thì mình có nguy cơ mất hết tài sản, tiền bạc đã có và tất cả thu nhập trong tương lai nếu chẳng may rủi ro ập đến chị ạ. Hoặc bạn có thể thử như sau. Tôi hỏi ông câu này, nếu ông và tôi cùng tham gia bảo hiểm với số tiền đóng vào là 20 triệu mỗi người, ngay sau đó chúng ta qua đời bởi rủi ro và gia đình mình được nhận cả tỷ bạc, thì như thế mất giá hay được giá? Tôi biết vì gia đình, ông sẽ chẳng đắn đo điều gì cả. Sử dụng kỹ thuật chính vì nên. Kỹ thuật này cũng khá hay để áp dụng cho việc hóa giải lời từ chối, tôi sợ tiền mất giá, nên không tham gia bảo hiểm nhân thọ. Mặc dù không có nhiều ý để viết, tuy vậy, bạn có thể nói với khách hàng của mình như thế này. Thưa anh, lạm phát làm cho tiền mất giá bởi số tiền lớn sẽ bị hao hụt chỉ còn giá trị nhỏ, còn bảo hiểm nhân thọ lại giúp cho số tiền nhỏ có giá trị lớn. Chính vì tiền bị mất giá nên cần có bảo hiểm anh ạ. Dùng kỹ thuật giải thích thêm. Bằng kỹ thuật này, bạn cũng có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn và bớt lo lắng về vấn đề mất giá của đồng tiền khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Bác ạ, con xin thưa với bác để bác yên tâm. Các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng chi trả bảo tức và lãi như là ngân hàng, thậm chí có những thời điểm còn cạnh tranh hơn, vì thế tiền bảo tức và lãi sẽ bù đắp cho lạm phát mất giá. Hoặc, chị ơi, chẳng may nếu mình gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, để giữ được tính mạng thì tài sản cũng phải bán hết, thậm chí mình còn phải đi vay chạy cho đủ tiền. Như thế mình mất hết chị ạ, nhưng nếu mình có bảo hiểm nhân thọ rồi thì mình sẽ được hỗ trợ, bồi thường tài chính trong những tình huống rủi ro. Vì thế mất giá đâu có đáng lo, mất tất cả mới sợ chị ơi. Bạn có thể thử như thế này. Anh à, đây là sản phẩm bảo hiểm kết hợp với đầu tư, vì thế ngoài tính năng bảo vệ thu nhập, tiết kiệm tiền bạc, anh còn được tham gia đầu tư tăng trưởng tài chính. Đó là lý do mà em tin rằng khoản tiền anh đóng vào sẽ được gia tăng đáng kể, vượt xa lạm phát, mất giá. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe lời chia sẻ từ chúng tôi. Nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để